Ok, lắc Rồi 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 cứu được rồi, cứu được rồi, còn một người nữa, còn một người nữa. Tao tè vô rồi, tao tè vô thanh niên đó rồi. gì má, Tè gì vô mơ cho nó má, đỡ bị cháy á mà. sao mày không phun nước miếng? Nước miếng nào mà phun chưa nổi ba, nước miếng phun cho khát nước hả? Tè thôi. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Mình là Bóng Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay các em lại sẽ chơi Roblox SCP Testing Facility. Và trong game này thì nó khá giống với Flee the Facility luôn nha mọi người. Đó, là trong đây là sẽ có một thằng được làm SCP. Mà trong đây SCP mặc định của nó là SCP 457. 457 người lửa. Đúng rồi, người lửa đấy. Đó, SCP này cực kỳ ghê. Mình nó mà đụng chúng ai là người đó sẽ bốc lửa và sẽ chết từ từ trong đau đớn. Rồi, vô. Khi Mở bạn hack. bị knock out, nếu như SCB ở gần bạn, bạn sẽ không bị mất máu. Rồi đúng rồi mà, thì cách chơi nó khá giống với mấy cái trò kia, cũng có lăn lê bò lết này nọ. Rồi, à, ngon xe lành, ngon xe lành. Ta thấy được một cái máy hack rồi nha, đang hack nha, đang hack. Ủa sao cái máy hát này nó không cho hát ta? Không, có một vài máy hình như hack được, có một vài máy hình như là phải phải hack hết À, bấm số, lũ đạn ở số mấy. chưa có số đâu Cái máy ba. cuối cùng, cái máy cuối cùng. Đừng, đừng À, ngon, đừng ok. ngon. Ê, có một đứa nằm rồi, có một đứa nằm rồi, đi cứu đi. Ôi hên quá, tao vô cái cục mà nó không thấy tao. Đang hát rồi. Có một đứa nằm rồi kìa, bấm áp. Ờ, đang hát rồi. Ai đó tự tự thử đi. Trời ơi, quỷ mà mày. Chế đây, chế đây, chế đâu quay Nó lại. vô hồi nó cầu gặp nó luôn rồi. Ủa vậy là thanh Tao niên kia đi chết nha. chưa? Tao đi nha. Ôi, em chết mày ơi. Ủa? Tao bị lắc, tao bị lắc. Cứu tao kìa, tao nằm bên đây nè. Tao Trời, thấy, tao thấy mày tao rồi. đi luôn rồi đó, tự nhiên nó giật tao lại, cái tao nằm bên kia. Nó quá kìa, nó Con này thấy mai luôn nè. đóng cửa là, cái đóng cửa là, cái đóng cửa là. Mày hát đi Bobby, hát đi, hát đi, hát Hát đi. bài gì nó qua kìa. Nó chưa qua mà. Con bà lại, Tao con bà đây, lại cái kia. tao đây, tao đây, tao đang dụ nè, em đi làm gì làm đi. Đó, Hát, đó, hát, nhanh hát, nhanh, hát, nhanh hát, nhanh. hát, hát, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, hát đi Bobby. Mày đứng đó sẽ có hát được ba. Mày hát ở mấy bên kia đi, trời ơi, hai cái giống nhau mà. Con đi thì nó Ok. rối lên kìa, nó lại xì ngầu hết rồi. Rồi, 18, 3, 18, 15, rồi còn gì nữa? Tiếp, 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 tiếp. 18, 15 là 18, 15. Chưa, 18, 18 đầu và 15 đuôi, còn mấy Đây số nè, cái sau máy lận. này, máy này nè. Ok, thấy rồi, đóng cửa lại, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Ai kiếm cái lỗ chui đi cho mày. Ha, Nè, nó mà vô lỗ đây chui là nha. nó Không, mà vô lỗ đây chui là là coi mày với mày nói toang luôn ấy. ăn ăn cái gì luôn á. À, sau lưng mày có cửa kìa, mở 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 sạch. Trời ơi, hai đứa chết luôn rồi kìa. Mày hát Có đi nha, tao đi tao, cứu có người tao, cho. có tao. Tao Ờ, lo đây cho. đây đây. Tao lo xong rồi, tao xong rồi. Rồi rồi, bảo cứu được rồi, Ê, bảo cứu được rồi. ơi, cứu tao với, cứu tao với. Tao cứu Gây tao, rồi, cứu nó mới nói mày. nó xong luôn rồi đó. Tao nghe bao nhiêu lũ đạn. Rồi tới ga bị luôn, nó cười luôn rồi. Chưa. Gần xong rồi, hát gần xong rồi, còn 20% nữa, ráng lên. Ok, lắc. Rồi 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 cứu được rồi, cứu được rồi, còn một người nữa, còn một người nữa. Tao tè vô rồi, tao tè vô thanh niên đó rồi. Gì má? Tè Gì vô mơ cho quá nó má? đỡ bị cháy á mà. Sao mày không phun nước miếng? Nước miếng nào mà phun chưa nổi ba, nước miếng phun cho khát nước hả? Tè thôi. Dơ quá con. Mày tè mày không mất nước hả? Chết tao rồi, tao bị đường cột. Ồ hên quá, tao qua được, tao qua được cho một vị thần. Để tao xong Chạy đi, nhanh lên, hát đi, nó đang dí tao kìa. biết rồi, biết cái đang dí, Biết biết rồi. rồi, gần gần xong Ui. rồi. Ê, tao hát được hai máy rồi đó, còn còn tụi bay đâu rồi? Tao hai máy nè, đây đây là máy thứ hai của tao đây. Bùm. Rồi, ok, còn máy cuối cùng á. Ui, ui, Nằm tụi ui, bay. ui. Quái quỷ lại mà biết. Giờ thấy rồi, thấy Kia là chạy nha, đừng đi chung với Kia, tại Lũ Kia đạn đi nó chung quấy với gì con gặp kia đây. tao xong rồi nó đi theo tao luôn nè. Ôi Má đóng cửa giời là cho quỷ kè thui. ơi. Chạy đi, đường này đường cột á ba, đừng có chạy đường này. Tao đi đường khác rồi, giờ nó lo với mày rồi, nó không quan tâm tới tao đâu. Tao là Ok. ai, tao là ai, và đây là đâu, nó đâu có tìm thấy tao đâu mà tao biết nó là ai. Ê, có cái máy hát nào chưa? Đứa nào hát Rồi. sai vậy? Làm Vami, cái vụ tới chỗ hát hát sai sai Vami đúng ơi, rồi tới chỗ á. hát sai, tới chỗ hát sai. Tao bấm bậy bấm bạ gì đúng không? Tao Chắc mới chắn luôn, bấm. có đứa bấm bậy bấm bạ đó. Ủa, cái Trời đồng đội đúng ơi không? là trời. Thằng kia bị bóp đít rồi kìa. Trời ơi. Rồi Sụp đau mít. luôn. Còn hai số nữa chưa có mà sụp mít gì. Thôi tao đi nha kia ơi. Cứu tao. Bao mập.
Tao đứng trước cửa phòng tao mà, tao không biết nút ngồi mày ơi. Nút ship á mẹ. Nút ship. Chạy chạy nhảy lên, nhảy xuyên qua nó như một vị lần. Đúng rồi, hay quá, một em nữa. Tiếp không được gì má. Không hiểu luôn, mày sao? Nó không có chạy vậy, tao cứu nó mà nó không chạy vậy. Hay quá ba ba bay, chạy luôn, chạy. Trời ơi. Cái gì vậy? Chạy em ơi. Vậy là tao lắc á mày ơi, không phải đâu, tao cứu mày thôi. Không có, con cứu biết rồi, con dậy rồi, mà không hiểu sao con rớt nữa rồi, thiệt tình chứ. Lửa, tao đang bị cháy mà mày ơi. Biết rồi, nó đâu rồi. Coi chừng có chân cúc nướng với xúc xích nướng á. Mày ra lẹ lên, hai đi giống như hai con giòi đang nằm quẩy. Rồi, tao đang đi đường tắt, dài hơn đường chính mấy chục cây à. Mày làm sao làm được để tao chết? Tao còn có 5 máu rồi, ba mày ơi. Làm máu. Ba máu kìa, 4 máu rồi, chết luôn. Chôn nó rồi. Chôn tao luôn. Chôn tao luôn. Bấm me đâu mà. Rồi, xong chôn tao luôn. Mày nó lũ rạ, tao bấm me kế bên luôn rồi, sao vậy? Trời ơi trời. Đại nó cứu chắc tôi chết, vậy nằm chết chắc luôn á, thiệt tình luôn á. Chạy đi em ơi. Còn một số thôi, làm gì làm đi. Hắt đi Bobby, hắt đi. Vô cái nè, ăn vô cái nè đó rồi, nè ăn vô cái nè, rồi xong. Trời ơi, chạy đi. Ô tài luôn. Trời đất ơi trời. Không có sống được luôn á thầy. Tôi phải đi tìm ngõ cục, tôi chui vô mà đã đời hai cứa nó chết ngắt hết. Tại vì mấy, tại vì SCP này là nó không, nó không có đập, nó đụng mình là mình bị à, nó khó hơn Fly nhiều. Nó chỉ cần đụng thôi chứ không cần nó đập nên là mình khó nhây với nó lắm. Siêu khó luôn á, khó nhây cực kỳ. Đây ở đây có cái code cho mọi người, code này nó cho mình 30 tiền nè. Đó, mình thích thì mình nhập còn không thôi. Infobar. Cách nhập code nè, đó. Bấm vô inventory, cast and code nè. Infobar. Submit cái rồi mình được 30 tiền. Có gì? Infobar. Quả chè. Rồi, vô. Mỗi map sẽ có hai cửa, cửa trốn lận nha. Rồi, bây giờ ơi, cái gì vậy? Sao con mới vô con gặp SCP là sao? Vừa lắm. Là nó làm hả? Không. À. Ok, nó đi rồi. À, tao thấy cái cửa thoát rồi. Bây giờ tao đi kiếm cái máy hát đây. Ok, kìa máy hát. Ôi mẹ ơi, trong này là một cái mê cung hả? Chết rồi, vô cái mê cung này là toàn luôn á. Mày làm gì mà sao quần quanh cái mê cung ngó cục đó rồi? Trời. Tao đi vô đó tao thấy nó màu đen, tao chả hiểu. Màu đen là lắc rồi đó ba, ngó cục đó. Ô đi, hồ đang ở nghĩa địa luôn rồi. Ê, có đứa hát sai kìa, có đứa hát sai kìa. Chạy tới luôn. Rồi. Trời ơi, trong cái mê cung này nó có cái máy nào không trời? Tao đang lắc lông cùng cái cửa ra mày ơi. Cái này là gì? Cái hầm à? Cái hầm á, đúng rồi, đi xuống đi. Cái gì vậy? Xuống đây nè. Anh nói giỡn. Có vụ nó giỡn nữa hả? Thiệt tình chứ. Nó dí rồi, dí hai thằng rồi. Có hát đây. Tao tìm được cái chỗ hát rồi. Nó lắc á, chứ không phải nó chậm đâu, nó lắc á. Thôi, tao đi xuống chỗ khác đây. Xuống luôn đây. Nó đi chung luôn rồi mày ơi. Dưới này đang hát nè ba, dưới này đang hát nè, có ai nào nãy có đó đi chung với tao đi không chịu nghe. Ok, được một máy ơi. Hay quá, số 11. Ui, trời ơi, hết hồn. Gì vậy? Thấy tao như thấy ma mày. Này, bấm up, đi đâu vậy, bấm up, đi qua lại. Tụi bay đâu rồi, trong mê cung hả đâu? Không, đang ở dưới hầm á. Rồi, cái hầm hồi nãy tao chui lên. Có đứa hát được số 41 luôn rồi kìa. Ngon lành. Hát xong rồi đúng không? Chưa, đang hát cái máy thứ ba, đang hát cái máy thứ ba. Máy này hát không được mày ơi, cái máy này bị hư. Cái máy đó là cái máy nhập mã đó ba. Mấy cái máy nào mà nó có số thì mày đừng có nhập. Đó, vô. Hát được có hai người rồi ba. Ủa hai. Ok. Rồi kiếm luôn. Ủa tao không ngờ cái nghĩa địa này là của SCP luôn á. Ủa đó. Đóng cửa. Là dư người mà. Nó bên kia kìa, nó ngoài kìa. Hỉ thiệt hả? Nó đang ở đâu? Tao thấy có cái dệt. Trời má, ông nội đang hát cũng nhiều chuyện nữa thiệt á. Ủa, nó đi đâu rồi? À, nó đi lên trên rồi. Ôi, tiến gần lắm à. Nó ở trên á, do nó ngay trên đầu mình á. Đúng rồi, nó đang... Ê, đi nè, Bobby ơi! À, cái chỗ để nhập số hả? Không phải.
Cái chỗ nãy tao nói mày đó. Ủa chỗ này để nhập số mà, 21 cộng 23 bằng 24. Ủa gì kỳ vậy? Ngoài cửa thanh niên đội nó mông cổ tới làm tao đi ngang qua nó vớt tao luôn. Trời đất ơi. Bây giờ nó đứng đó rồi làm sao mà cứu. Đây đây cứu cứu. Sao bảo không e bảo ơi. Nè không có kịp. E lắc. Rồi chạy đi chạy. Tao hát tao hát cái cuối cùng đây. Lê dí rồi đi. Ủa 21 còn 23 bằng 24 đúng rồi mà. Ui giời mẹ ơi phải bấm hát kiểu này hả? Trời ơi. Ủa tụi bay tụi bay cố lên nha, đang hát nha, đang hát. Lê lê đó bắt. Ủa hôm nay mày gốc phải. Ê khoan. Bây giờ có ai biết được cái chỗ mở cửa chưa? Biết rồi, nghe mê cung á. Rồi, ra đi, con đọc số luôn, con hát xong cái này là đi luôn nè. Có hả? Okay. Có rồi, con đang hát. Rồi, giờ tao vô mê cung đây. Đang đứng kế cái máy cuối nè. Máy cuối là, ủa mày đang ở mê cung hả? Cái máy bấm số nè, đúng không? À đúng rồi, đứng đó đi, đợi xíu. Nhập số nữa chứ. Rồi, mày nhập trước 6 số đầu đi, còn 5 số sau, 4 số sau rồi tính. Gì kỳ vậy? Bắt rồi. Vãi nồi bắt nhanh vậy. Không biết nhập này đâu. Tao đang ở trong mê cung nha, tao đang ở trong mê cung nha. Mày cứu người đi, mày cứu người đi Bami. Bami cứu người đi, nó đang ở trên đầu á. Trời lũ đạn nó tuốt trong hốc đó, tao đang ở trong mê cung mà sao nó cứu được. Trời ơi là trời. Rồi, bấm đi báo anh. Tao đi cứu người. Ê thôi đi tao cứu người cho, tao lắc lắm tao bấm vô không dính. Ủa là sao? Là tao cứu người cho. Tại vì tao lắc lắm đâm ra tao bấm vô. Ê, tao thấy cửa rồi, Một một tám bảy. Nhanh đi. 11 8 7 7 6 5 9 4 1. Tập mít. 11 8 7 7 6 5 9 4 1. Sụp mít. Ủa à, thác cửa, vậy là mày thác cửa đó, tao thác cửa ngoài. Ừ đúng rồi. Rồi, tao mở cửa được rồi, đã thấy cửa chưa? Chưa. Ta đang ở dưới hầm, tao mở không có được. Mê cung, này khách đây, mê cung với tao đi, tao đang thác nè. Dưới mê cung phải không? Rồi rồi, ok. Rồi, con đi lên luôn, cờ nhiên. Con quái nó vô mê cung. Tao đang núp. Trời ơi, bấm ập, sao mày dụ nó xuống đây, bấm ập. Ủa, chứ phải exit như này hả? Nhiều chỗ exit lắm ta. Có ít nhất là hai cửa exit, nhưng mà cửa bên gate A tao mở sẵn rồi nè, lên đây đi, lên mê cung đi. Rồi, đợi xíu, con lên liền. Bảo nó đau rồi. Trời ơi. Ôi, đau quá men. Trời, nó đứng nó càm vậy ai chơi. Gì? Đau quá men. Nó đứng nó càm luôn rồi. Rồi, tao có cần xuống tao cứu không? Cứu không kịp đâu, bảo mập giờ nó toan rồi, nó bị... Nó có lại nè, bay nè. Đó trời ơi, chỉ có cái em thương tao. Mày hay quá, không nhờ tao dụ thì làm sao mà nó xuống, nó cứu được mày. Mày im đi. Thôi tính ra tao đang đứng ngay mê cung để tao thác mà tao xuống lại xuống đây mà tao nghe lời phủ phàng luôn á ba. Sao vậy? Ê Bami đi đâu vậy? Bami bên này nè, Bami đi đâu vậy? Ê tao đi bên này nè, đừng thác tao, tao đi hồi nãy rồi mày mắc cười quá à. Ủa nó trong mê cung rồi mày. Ủa mê cung đang đâu vậy? Ủa mê cung đi hướng nào? Ô, thấy rồi. Nhanh, vô đi. Bên đây nè. Quỷ bảo nó lắc lên tới nóc nhà luôn ghê. Nó vô tới được kìa Bami ơi. Vô. Yeah. Nó vẫn chưa tới ta. À nó tới rồi kìa. Mày rảnh quá. Cố gắng thì không biết là thiệt tình. Tao thử đâu, bỏ mập nó bỏ mạng rồi chứ ai về con nhào ra con nhào vô cái nó dí theo tao. Trời ơi, thanh niên cuối cùng thì chết. Thì tao nghe quay nói là bỏ mập nó nằm rồi, giờ tao đứng ngay mê cung tao quằn lại luôn, tao quằn lại, tao thấy con mơ bột lửa cái tao thấy con mập nó chạy, con kia nó nằm. Cái tao bỏ mập. Ủa tao có nằm đâu ba. Không mày nằm, nó có nằm đâu. Vãi nồi. Rồi ok, dừng clip luôn. Rồi ok các bạn, thì hai đứa mình, ba đứa mình đã thoát được con quỷ lửa rồi các bạn ha. Đó, thì lần đầu tiên thì bị nó giết, còn lần sau thì tụi mình đã thoát được rồi. Đó, thì hồi nãy tưởng đâu bỏ mập nó chết mà thật ra là nó chết thiệt. Không, nó sống chứ. nhờ phước con gà. Rồi thì các bạn thích video này nhớ để lại cho ba đứa mình một like, một share và nhớ subscribe channel của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.